chiều 28 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, gọi tắt là Ủy ban, chủ trì phiên họp lần thứ bảy để tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban. Phiên họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu trụ sở chính phủ và điểm cầu trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2023, công tác chuyển đổi số quốc gia đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới xếp hạng chỉ số chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam từ năm 2020 đến 2022 tăng 48%, từ 0,48 lên 0,71. Ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5%. Năm 2023, Việt Nam đã có hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ số. Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài ước đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với năm 2022. Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về số lượng lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động trong 2 năm liên tiếp. Số lượng người dùng trên các nền tảng số Việt Nam tăng trưởng 46%. Đến hết năm 2023, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 528 trên 1086 thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả cũng như những hạn chế trong công tác chuyển đổi số lãnh đạo các bộ ngành liên quan tham luận sâu về công tác quản lý, bảo đảm an toàn, sử dụng, chia sẻ dữ liệu dùng chung, phổ cập ứng dụng thanh toán số, giải pháp để phổ cập hóa đơn điện tử, phổ cập hạ tầng viễn thông, cấp tài khoản cho người dân trong sử dụng dịch vụ trực tuyến, phổ cập kỹ năng số cho người dân, v.v. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chuyển đổi số quốc gia năm 2023 được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế yếu kém, các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và quán triệt quan điểm trong công tác chuyển đổi số. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch, ủy ban nhân các cấp phải quyết tâm cao hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, và tổ chức triển khai thực hiện với chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh số hóa các ngành kinh tế, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là 53 dịch vụ công thiết yếu nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến, số hóa kết quả, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số quốc gia, tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, khẩn trương nâng cấp đường trục quốc gia để sớm thương mại hóa 5G trong năm 2024, xóa vùng lõm sóng di động trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu 100% thôn bản được cung cấp cáp quan. Cùng với đó, triển khai hiệu quả và phát triển các nền tảng số, ứng dụng số, dịch vụ số, tập trung phát triển và đẩy mạnh phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, ứng dụng công dân số VNAID, ứng dụng thanh toán số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số cá nhân, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, khẩn trương khắc phục những lỗ hỏng, bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thủ tướng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, xây dựng, phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất tin tưởng công cuộc chuyển đổi số tiếp tục gặt hái những kết quả quan trọng góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn mới